Đây là đường đi ra vườn ổi đi. Theo mà hỏi đây quá trời ổi. Quá trời trái. Ừ. Đây mình đi sẽ đi tổng quát cái vườn ổi cho các bạn coi. Bẻ ngoài bẻ vô. Đây là cây ổi. Nha. Nè. Có chè trái luôn kìa. Trái nhiều không? Ngon nhiều. Cái tứ hãy ơi, ủa có một cái đem heo bọc phải không? Đó, ăn có bọc. Trái ngon quá. Đây. Là mày quay lên cái này thấy bà chủ vườn mà ở trần. Đồ chơi xả lá. Đây nè. Đây. Kéo đó cắt ngon. Bà mua cái gì hả? Đây là chủ vườn nha các bạn. Bữa hồi đó mua một lần rồi mất rồi. Thì bên đó kìa. Gãy nhánh hết giờ nè, chụp bên đó kìa. Dạ. Nó đang quay hành trình đi á. Thì ở kìa dưới đó kìa, mấy trái nó ngon không kìa thấy. Nó sù sù cái nhánh kìa. Cái này nó ấy quá, nó sù không phải không ta? Mở mở có điện thoại quẹt quẹt có quen mà chỉ mở gì của nó mở bên nó đi. Bên bà cũng được nữa. Anh cứ nghĩ là để trên cái YouTube á. Nhìn tức là mấy đứa nó mở trên mạng nó coi á. Ừ, mở trên mạng thì được. Dạ, yeah, thì đó. Là post trên đó đó. Dạ. Bà thấy đây chào cái này ngon không thấy. Nhìn cái này nè. Mấy trái sụ sụ bên đó kìa ngon. Hai bà chồng mía nữa kìa. Má ơi. Bà có cái này cây kéo thôi nè, bà nhoáng ở đây nó thấy. Cây kéo nè thấy. Ừ. Bà bẻ thì tươi ngon. Đây là thôi mình tự vẽ đi cho trẻ ăn. Mình biết trái nào được. Đây các bạn, đây là mẹ ổi. Đây chị Thủy bé ổi đây. Ổi tặng vườn cho các bạn. Hàng tươi ngon luôn nha. Bao ngon. Đây là những cái trái ổi mà ta được bao bằng cái ni lông dưới cái. Để cho nó đừng có bị sâu. Cực ngon. Không mà báo này cũng khó thấy trái nào nó chín hết trơn ha, khó thấy không thấy. Ừ. Bà có thả bằng cali nhau không? Ừ, bà đi vô đúng mấy rồi. Mày hỏi còn dài ngoài tốt ngoài luôn hả thầy? Các bạn đây là mấy con vịt đấy, bà cũng nuôi vịt đó, nuôi được mấy con vịt. Này là cái ổi. Ừ. Chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ thấy được cái ổi đâu, tại vì nó bao kín mít hết trơn, thấy cái gì? Đây các bạn. Đây. Ừ, cực ngon. Sa si phẩm đây. Đây. Mình sẽ quay một hành trình dài cho các bạn coi đây, cái ổi đây à, khi mà gần tới này trái nhỏ nhỏ gì là người ta bao rồi nè các bạn, thấy không? Cái nhỏ nhỏ này nè, người ta bao trái này. Người ta sẽ mua cái mướp này về nhai, bởi vì chăm sóc cũng cực lắm chứ không phải đơn giản. Đây. Bên đây là bông súng. Cho mình quay bông súng cho các bạn coi. Chưa. Ừ. Đây là cái giường mình đó đó. Ở giường mình đó là của người ta hả mà ta thấy? Hay là của bả luôn mà thấy? Wow. Đây các bạn, mía này nè ha. Đó là bát nhé. Cực kỳ. Đây. Chị bà đang hái.
Chứ bị hư hả? Hư rồi. Để đến hồi ba cho được thì ba cho hả? Ừ. Các bạn, đây các bạn cũng trồng tắc nữa nè. Cái hành. Đây. Thấy cái này, cái trái này các thấy nè. Rồi nó cũng bị ấy nè. Ờ, thấy nhìn cái. Trái nó không có mùa khung ha. Các bạn. Cái này thấy ra nè, thấy. Cái này là mở ra cho thử. Nữ hoàng có luôn hả? Đây các bạn, nè thấy. Cái này nè. Đây cái này mình hái nè các bạn. Ừ. Cho em về bán. Đi vòng vòng có cái trái nào ngon thì mình hớt thôi. Trái nào trắng. Đây các bạn, mình đi sẽ tiếp tục đi tiếp. Wow, cái giường rất là bự nha. Mình đậu cái này lên đi cho chắc ăn. Tôi quay qua. Mình đây quay xung quanh của mình đây. Trái này xanh xanh thì nó mới. Này bán hết rồi, mời vô cắt tiếp. Hãy qua điện cho bạn. Thôi bà để đó, hồi bà cũng đi ngược lại mà cầm bọc đó làm chi. Cầm bọc này thế nào? Ăn đi. Đây nè. Ê chị mẹ mua đây mấy trăm nay rồi. Dạ. Không có đây đâu. Nhiều khi tao đi rồi tao để nó cắt ít bữa nữa, tao có đi tháng nữa, tháng thì vô đây cắt đi rồi nửa cân là gì. Đi đi rồi, con nói là nghe. Tao cũng ngu muốn chết, tao tự giận chết. Ủa cái này là của cái nhà trước là của bà hay của ai? Không có đâu. Em. Ừ. Nè. Em ruột. Có giường ổi gì chồng đã đời luôn, sướng luôn. Ừ. Mình cố bây giờ nó vàng nó mắc quá trời. Mình nghĩ bây giờ mình cố mình bắt này mình lỗ. Lỗ gì bà nhắm mà có còn như vậy là còn tiền mà không lẽ mà để vàng. Vàng bây giờ không còn gì. Chùa ông nè trời. Đúng rồi, mới 24 mà. Chùa ông ta kêu mình mà ta kêu mình lại. Nó côn đồ tiếp người ta mà. Tao bẻ đó, tao gửi thằng Tư bán chừng 50 kg à. Bà nói, mình khỏi bán đi bà.
đâu chục ký vậy, anh ta quơ hoài vô quay qua quay vợ chồng thằng cây sợ. Chị bây giờ luôn. Đủ chưa? Hai bọc đầy rồi thôi vô nè. Hai bọc đầy rồi. Thank you.